Nhân kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022, chiều nay bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã đến thăm, chúc mừng các nhà giáo nguyên là lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tại thành phố Bến Tre. Đoàn đã đến thăm nhà giáo, nhà báo cách mạng lão thành Lê Chí Nhân, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại phường 8. Nhà giáo Lê Chí Nhân là người có nhiều đóng góp cho ngành giáo dục tỉnh từ năm 1960-1968, ông phụ trách tiểu ban giáo dục thuộc ti giáo dục tỉnh, trưởng ti giáo dục năm 1976 đến năm 1978, sau đó giữ chức phó chủ tịch của ban nhân dân tỉnh. Dù ở cương vị nào, nhà giáo nhà báo cách mạng Lão Thành Lê Chí Nhân cũng luôn quan tâm và đưa ra nhiều chủ trương phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà. Đoàn cũng đã đến thăm nhà giáo Nguyễn Thanh Phương, nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tại xã Phú Hưng. Nhà giáo Nguyễn Thanh Phương đã có 27 năm công tác trong ngành giáo dục và đào tạo và có những đóng góp quý báu cho ngành giáo dục tỉnh. Qua quá trình công tác, nhà giáo Nguyễn Thanh Phương đã đạt các danh hiệu thi đua như nhà giáo ưu tú, chiến sĩ thi đua toàn quốc, quy hiệu vì nghĩa vụ quốc tế, đồng thời đã được khen thưởng quân chương kháng chiến hạng 3, lao động hạng 3, quân chương lao động hạng 3 do nhà nước Campuchia tặng, quy chương về sự nghiệp giáo dục tại các nơi đến đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe tặng quà tri ân chúc mừng và ôn lại kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Thị Quần Yến trân trọng những đóng góp quý báu của các nhà giáo trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh. Đồng thời mong muốn các nhà giáo sẽ tiếp tục giỏi theo hướng dẫn chia sẻ cũng như đóng góp cho các thế hệ hôm nay những kinh nghiệm trong quản lý giảng dạy góp phần đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh nhà tiếp tục phát triển. Nhân kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, sáng nay bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch của Ban nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc mừng cô Trần Thị Hường, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tinh thần, đời sống và gửi lời cảm ơn chúc mừng đến nhà giáo. Cô Trần Thị Hường sinh ngày 6 tháng 5 năm 1954 tại xã Phong Nẫm, huyện Dùng Trơm. Cô có 29 năm công tác trong ngành giáo dục và đã có những đóng góp quý báu cho giáo dục tỉnh nhà. Quá trình công tác, cô đã đạt các danh hiệu như được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và được trao tặng quy hiệu vì sự nghiệp giáo dục, vì sự nghiệp khoa học công nghệ. Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười bày tỏ lòng cảm ơn ghi nhận những đóng góp tích cực của cô Trần Thị Hường trong quá trình công tác. Đồng thời mong muốn cô sẽ dõi theo và chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nhất là phát triển thêm nguồn nhân lực giáo dục chất lượng cao trong tương lai để cùng đảng bộ chính quyền và nhân dân xây dựng phát triển tỉnh bến tre ngày càng giàu đẹp